Đó, cái gì màu trắng trắng giống đom sọp ơi. Đom sọp, đom sọp. Chích mẹ nó. Ồ, mú, mú. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống ven biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Những người đi xa bờ, dù là ngư dân hay là những anh chiến sĩ nhà giàn hay những anh hải quân, để làm được những điều đó, họ phải đánh đổi rất là nhiều cho bản thân, cho gia đình. Dù đó là sự hy sinh trực tiếp hay gián tiếp, thì cũng đó là một nghĩa cử cao quý để non sông chúng ta được bền vững, được toàn vẹn. Đó là sự chung tay góp phần bảo vệ những thành quả của ông cha ta, để dùng xương máu để hơi thở cuối cùng để có được như ngày hôm nay. Giờ này là khoảng cỡ 12 giờ trưa, anh em mình lại tới một điểm mới. Rồi bạn Đề đang có một con cá. Chú Thăm cũng có luôn à, chú Thăm cũng có cá luôn à, chú Thăm kéo cũng đầm đầm tay đó. Ô, chạy gấp, cá lạ, cá lạ bà con ơi, cá lạ, cá mối. Cá mối, cá mối. Bỏ xuống kia chiều nướng. Nè, 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 đây nè bà con, chắc mú dài rồi. Mú dài. Ở đây khoảng cỡ nửa can. Phì bong bóng. Phì. Coi thử chú Thăm được cái gì trên đây. Cái gì chú Thăm? Hai mũ dài luôn hả? Ừ. À. Mày, mày chết chưa anh? Chết chưa anh? Chết chưa anh luôn. Hai con này có khả năng là cá bự bự hơn. Đó đó đó, hai con trắng nghi là đóng sọp ơi. Đóng sọp rồi bà con ơi. Ồ, mua dài, mua dài. Hai con luôn. Bên này hai con mũ dai. Con nửa ký, nửa ký. Ô, hai con mũ dai kia bự á. Hai con đây, hai con cha mẹ. Hai con kia, hai con con. Hai con bự ghê. Hai con đây là vừa vừa. Mày. Một con còn mồi. Con này nước mồi vô trong rồi. Con đây khoảng có hơn ký á. Một con ký, một con hơn ký. Con đây ký rưỡi đây. Chú Thăm, chú Thăm. À, chú Thăm được con cá đẩm. À, cá đẩm ơi, về nấu ăn được rồi á. Mú dai rồi, sao con đóng cờ nó khỏe rồi. Đẩm. Hiện giờ mình đang ngồi thả câu, giữ câu đây rồi. Rồi à. Rồi bạn Đen thì đang nấu cơm. Tại vì mình không biết nấu món gì á. Bạn Đen đang nấu cái món ngày hôm qua đó, chính là con cá sọc dưa. Còn nửa con đó. Ồ, bây giờ bạn bạn Đề câu được cái giấm này. Giấm tròn nè bà con. Còn mình bây giờ kéo lên này. Giống cá cũng có một cá nhỏ nhỏ gì dưới ăn này. Đây thưa mọi người, nồi cơm đã chín, nồi canh chua và thêm nồi cá kho nữa. Đây là cá sọc dưa nha, và đây là bao tử cá sọc dưa. À, làm một miếng trứng được chưa? Thử như thế nào. Ô, bên này trứng được chưa? Ở đây không phải có trứng cái gì á, mỡ, cá mỡ, sữa. À, đúng rồi, sữa. Bao tử nó dai dai giòn giòn ngon rồi. Ừ.
quá đã. Đây nè, tươi ngon, đã không? Lạc lạc béo béo, ăn lạ miệng à, ngon. Đại món. Chịu luyện. Anh ăn còn mấy thôi. Rồi mời mọi người ăn cơm trưa với anh em chúng tôi. Sẽ làm miếng cá nha mà mọi người. Được rồi. Quay qua đây anh bảo đi. Dạ, ngồi đây được. Chờ cho đó có cái ngồi đây xíu rồi. Ồ, cá ngon. Thịt rất là dai. Tươi. Rồi cái này nắng chói người luôn. Giờ này là 1 giờ chiều. Anh em mình mới vừa ăn cơm xong và bây giờ tới điểm luôn. Đó, điểm chỗ đây nó dày lắm nha mọi người. Rồi sẽ búa câu xuống. Hy vọng rằng sẽ có mấu bự. Cá gì? Sộp. Sộp. Sộp đỏ. Sộp đỏ. Còn đó cỡ ký. Coi thử con đọng chuối là con như thế nào. À, đây sộp đỏ mà. Sộp tía mà. Trời ơi. Có bao tử gì nó nổi ngược lên luôn rồi. Mày. Nước thông hết mồi. Đây ngon đây gọi là đọng chuối. Chuối. Mà giống sọc đỏ ha. À đúng rồi, đọng chuối. Chuối nó thon, nó hào giống nhau. Một con dai. Vừa lớn nó đọng nó không gọi nó ngon. Dai. Rồi đang kéo lại. Cá này mình nghĩ là chắc là cá nhỏ nhỏ cho nên nó táp mồi nó đi trơn. Ở kia có một chiếc tàu đang chạy. Tới kìa. Xin cá anh. Rồi hắn đã lên rồi. Cái gì đây? Mú. Một cha với một con. Trời ơi, con cha lên rồi con con mày theo chi với mày. Quá hay. Quá. Đó mới gọi là đẳng cấp á, đẳng cấp nằm ở chỗ đó. Đây này. Đây đẳng cấp đây nè. Bây giờ làm sao mình xì ruột nó. Mình vừa xì cái đó mình vừa xì cái ruột. Xì và nó có cháy không? Rồi
dạp nữa nó sẽ xì cái mình nó nó bơi xuống đài xuống nước lại. Ôi chú Thông, chú Thông cái gì vậy? Cái gì? À, mú, mú dài. Chú Thông được mú dài. À, con có đỏ mắt rồi con ơi. Đỏ mắt rạng. Wow, đẹp quá. À, thấy chưa? Quá đẹp, quá đẹp. Chú Thông câu nhiều loại cá lạ quá rồi. Cái đây chắc anh ơi. Ồ, đẹp chưa? Chú. Con cá đây mình cầm về nó có quẩy đứt tay không? Không. Hào không? Ồ, đẹp quá. À, đây là cá đỏ mắt rạng á. Còn mình gọi cá mắt rạng, còn anh em gọi là cá gì? Chú gọi cá gì? Kỳ hà hả? Biết con gì dưới đây. Con màu vàng 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 là con gì ở chợ? Cá lạ, cá lạ nha. Mình con lóc lắm đi. Cá lóc. Để lấy lóc không? Kéo cái lóc lên chị làm gọi. Rắp 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 rắp. Còn đây là chuyên gia phá mồi. Đây uống không uống mà phá mồi này. Không biết con đây có hút thuốc nhiều không. Nó không hút đâu, nó móc đá. Trời ơi, nó móc từ con mắt này qua con mắt kia luôn trời. À không, nó móc coi con mỏ. Phá mồi dữ quá, biết móc mỏ. Chú lại được hai con mú dai nho nhỏ. Mình mới học là cầm con cá là mình cầm ở phía dưới nè mọi người, chứ mình cầm ở phía trên đây nó quẩy là đứt tay, nó bén lắm đó. Mình cầm dưới đây là không bị sao nha. Đó, cá mú là mình riêng cá mú là mình cầm ở đây đây này, để mình cầm cho mọi người coi này. Đó, mình cầm ngay cái mép nó này, nhưng phải lựa thế để nó quẩy đó. Con đây quá mạnh mày rồi đó. Đó đây một cái điểm mới, anh em đang kéo lên thử con cá bự không. Chú Thông cũng đang kéo đây. À, ổng mà kéo rướng cái là biết con cá đậu. Đậu cá đậu. Nó xích mưa luôn nữa. Rồi, nó sắc mà coi, chắc mú nhỏ. Chú Thông có không chú Thông? Có à. Coi thấy chú Thông con gì, chú Thông hay có cá lạ lắm. Đó đó, mua dài. À, cá màu đỏ. À, lại con cá đỏ mắt nữa bà con ơi. Đỏ mắt rạng nữa. Quá hay, quá tuyệt. Nó ăn là nó hạ mỏ nha. Chứ không là hay có mấy con lạ. Đó. Cá lạ quá. Đỏ mắt là mình cầm cái mỏ đó nó cũng không quẩy luôn hả chú? Ừ. Anh nói là cá nó cầm cái mỏ. Cầm cái mỏ là không quẩy luôn đúng không? Con cá đống mà cầm cái mỏ là nghe nó gầm á. Vâng. Mỗi con là mình cầm là mỗi khác. Đó, bây giờ bỏ xuống đựng tủ nó lên cho nó mát đó này. Để nó khô cá. Cá đó nó đỏ. Cá nó có to rồi. Anh em mới bé em với mấy con kia. 3-4 ký. Coi 3-4 ký luôn hả? Cá này mà lại con lên ngồi nhưng mà cũng lâu lắm á. À, nó chạy phải không? Ăn dưới nước nó chạy phải không? Rồi chú Thăm có thêm một con cá mà không biết cá gì ở dưới. Canh này nắng quá mọi người chảy mỡ hết luôn à. Rồi mua dài chú ơi.
đó, nổi này đó. Bú dài con khoảng cỡ 2 lạng. Bú dài hả? Chú cầm vậy chú không sợ nó bị nó bung nè chú. Rồi mình nghĩ là cá róc rỉa hết rồi, không còn miếng mồi nào hết. Giờ này á, anh em mà vừa nắng mà vừa mệt buồn ngủ à, người thì mắt cay à, người thì đờ đẵn hết rồi, nó nắng quá. Chú đằng kia là cũng lả người rồi, đồng ý là câu là nó khỏe cái là mình không làm nặng rồi, nhưng mà nhiều lúc mình câu cả ngày nó cũng vất vả lắm, mà giờ cũng trời nắng lắm á, nắng khó chịu. À, chú được mua dài. Ê, có đỏ mắt tiếp, đỏ mắt tiếp, chú quá hay, quá hay, thêm một chú đỏ mắt nữa. Cái đỏ mắt này nếu mà tươi tươi đỏ vài lần 100.000 ký á chú. Phải không? Ồ, cứ cầm cái mỏ của nó là nó lại xè di ra. Quá đẹp, quá đẹp. Sau một hồi chạy và bỏ câu, bây giờ chú Thông đang kéo một con cá. Nhưng có lẽ là nó nhỏ chứ không nó bự, nhưng mà điều là quan trọng là cá lạ hay không đây. Một con cá đậm. Một con cá mối. Một mối một đậm bà con ơi. Một mối một đậm. Một cá đậm đây là đậm đậm cờ. Không chọi nha. Không phải đậm cờ, đậm đây là gọi là đậm gì quá trời. Không chọi đó. Còn đây là cá mối. Ồ, cá mối đây là chả. Nấu chả rồi ngon. Ừ. Thấy có dẫn chạy luôn khoáng. Bả rộng đó luôn nha. Bả nuôi luôn luôn nha. Oh, cao con cá. Cá gì nó quay như vậy, nó quay như xe đò luôn bà con à. Năm cơ năm này nướng rồi đã. Ồ, để đóng đây một quốc lưu cầu to luôn à. Cá đây cá đá nè mọi người. Trời ơi. Trời. Rồi, lên nữa đó. Mát luôn hả? À? Gì nữa? Cá cào á. Thứ cá như thế nào mình mới bắt đầu mình câu hả? Chứ không phải là mình thấy điểm là mình câu không? Coi thử nó đứng như thế nào đúng không? À, đó. Rồi, chú Thông á. Đó, căng tay đó, bà con ơi. Còn đây độ cứng tay không chú? Nước ở đây là khoảng cỡ hơn 90 mét nước. Cho nên kéo cao là lúc nào cá ăn là kéo mỗi tay thôi. Hoài sao bạn đề luôn. Đó. Rồi kéo kiểu đó là biết là cá dính luôn rồi. Dính chấu.
mu dai hai con, hai con mu dai, hai con mu dai. À ê, con mối bà con ơi, một mối dai với một con cá mối lên làm chả. Rồi ở ngoài sau, ngoài sau đây bạn đề, đây bạn đề còn căng tay hơn nữa. Cúng của tao có con, có đặc biệt á, thôi tôi không dám kéo, lỡ có chuyện gì mất công nữa. Con nó chạy cứng, mắt không có, nó chạy gì đó, giống như cục sắt vậy. Tất cả rồi ơi, đó cái gì màu trắng trắng giống đom sọp bay, đom sọp, đom sọp. Chết mẹ nó. Mú, mú. Mú đây quá, mú gì? Mú Indo. Mú Indo hả? Quá hay. Con này khoảng cỡ 3 kg rồi mọi người. Rồi ăn nuốt lưỡi luôn. Mú đây mà tao cỡ đây là ít có lắm phải không ta? Đây. Vâng. À. Cá này rẻ tiền. Cá này rẻ tiền hả? Cá này ăn thịt nó mềm không? Con này mày mười mấy ngàn ký chứ mấy. Cái gì cá mười mấy ngàn ký chà. Thật đó. Con này rẻ lắm. Chú Thông đang kéo trên đó một con cá. Đó, thấy trăng phào dưới ạ. Cách khoảng cỡ 10 sải. Mũi dài nó quay chiều không nổi luôn á trời. Trời nó quay à. Trời, coi này. Nó lăn ghê thiệt á chứ. Nửa cái lăn lưỡi câu đồ rối hay luôn. Bắp. Điếc. Quá đẹp. Ok. Cảm ơn bạn Đen đã cho mình trải nghiệm được kéo một con cá mú dài 2 lạng. Còn bên đây bạn Đề cũng đang kéo con cá. Ồ kia. 2 con luôn, mú dài bà con, 2 con mú dài. Một con à. 2. Đó, 2 con thi nhau nó quay như giống giống. Đó. Dưới đã để quăng cho nó giải cái thẻo ra để cho mau. Vô lên đó. Rồi cầm quay ra. Cá đây bà ăn là cũng như là sợ câu hơi bị đuối. Đó ra rồi. Ơi, nó chưa cái con nó lại cho mình. Dạ kia. Đó. Mình mới đấm con cá là say sẩm luôn rồi.
đang kéo nó lên rồi. Xẻ tay tôi dài này. Đó, hai con. Hai con luôn hả? Quay xuống. Mắt con cá mút bịp. Quay xuống dưới cá. Con là trâu. À, đúng rồi, mút bịp bà coi. Bịp. Có bàn câu qua bên nha. Bà ở đây có mút bịp luôn nội. Dạ, chơi. Ồ, đừng mút bịp. Dạ. Con cá mú luôn nha bà con, một bịp một dây. Cảm giác kéo cá thật là đã mọi người, thật sự luôn á. Nhưng mà điều nó hơi đau tay xíu, nó hơi đỏ tay này. Mình nghe nó ăn riết mà nó nặng lắm, nó cực kỳ nó nặng lắm. Bây giờ nó tới hơn 90 mét nước mà. Giờ ra mình sẽ chạy tới một cái điểm khác tiếp. Điểm đây câu mấy con thấy rồi. Là chỗ đâu? Hả? Ừ. Đâu có chỗ mà mình kêu câu không? Đấy. Để chạy hết đi không? Chạy không? Đấy. Còn con á, con chưa chạy. Năm trước là chưa có gì nó chạy chưa lắm. Chưa chạy nó phòng lên rồi. Kéo với nó, nó phòng với phòng. Mà đều chút lâu lâu kéo một bữa nó phòng liền chứ. À. Mỏng da á. Nhưng mà sâu quá. Quá rồi kéo trời cả ngày rồi tối lại rách chịu không nữa. Dạ. Là lèo trước đó chú? Mấy năm trước á. À, mấy năm mà chú mới đi vô không? Ờ, mới bắt đầu kéo. Bây giờ rách thì không muốn. Bây giờ kéo gọi là cũng đau nhưng mà đau ít thôi. Ờ, nó đau mà như kia nó kính rồi nó đau thôi chứ. À. Đau cái kiểu đó nữa. Mình thấy ai chẳng thấy là ruột da này hết chứ sao? Da. Nếu mà để ở qua Tết là bắt đầu nó lột hết sao chú à? Ờ, rồi mình đi nó lại đau lại. Dạ mỏng. Kéo cái bữa đi cũng đau lại. Dạ. Cho nên là mỗi nghề là có mỗi cái khổ khác nhau mọi người, chứ không phải là kêu nghề câu là sướng gì đâu. Nó cũng có khổ là gian nắng á, trời nó nắng trưa vừa là chảy mỡ luôn mà mình kéo câu á, nó rất là đau tay đó, nó đau tay là lắm điểm ít đó. Nó có cá nó còn nó còn có hào hứng, còn nếu mà kéo lên mà bị mắc mồi mỗi lần kéo lên mấy trời năm trước rồi kéo mới ui trời. Dạ hả? Một bữa tạ hai tạ ghê vậy hả? Mấy năm trước á. Nhưng mà điều nó có tiền vô mình cũng hào hứng hả chú ha? Ừ, mấy lại trước, mấy năm trước thì đi tầm là gì là mấy triệu. Dạ, còn bây giờ là nếu mà trung bình một chuyến là khoảng bao nhiêu chú? Dạ, bây giờ mày vài ba triệu đi đây, đâu có đủ bao nhiêu đâu. Dạ, mà mười mấy ngày vài ba triệu thì nó cũng không được bao nhiêu hả chú ha? Nó quá ít, bởi vì đi theo kiểu ăn chia mà phải không? Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có là khổ chia. Ừ. À. Hiện giờ là 4:30 chiều, anh em mình đang tới một cái điểm mới câu. Ngày nay thì các canh sáng thì cá nhiều, nhưng mà canh từ lúc tới chiều thì cá nó vắng bớt. Hy vọng rằng tới tối sẽ kiếm được rất nhiều cá bự. Rồi, bạn Đề đang kéo một chú mú, mà bạn Đề đón là đây gọi là mú dai. Mú dai có nghĩa là cái tên của nó nha mọi người, chứ không phải là nó dai nha. Đó, một mú vai. Mú dai nè. À, bây giờ anh em sẽ làm món gì đây? Đây là con mú đỏ. Mú bịp. À, mú bịp. Còn đây là con cá đổng đổng gì? Đổng chuối. À, nghe kêu cá đổng chuối ra ăn thịt rất là dai. Nếu mà ăn tươi sống á, ăn sống á rất là dai. À, bây giờ anh em mình sẽ lạng ra làm chấm bồ tạc hả? Mà mình nhớ đâu có bồ tạc đâu chấm. Có. Có luôn. Vậy là anh em làm cũng tái tiếp, nhưng mà lại con khác. Đây.
hồi giờ mình mới thấy con này luôn mọi người. Ai biết con này tên gì nữa không thì cứ bình luận ở dưới nha, để anh em vượt mở rộng tầm mắt biết thêm cái tên nữa. Ở đây là anh em mình gọi là cá đỏng chuối, đây là cá mú đỏ, mình là gọi báo đỏ, và anh em gọi là cá mú biệp. Mú này đa số là nó ở trong già rạng mà, những cái gai khác họ đánh nó hiếm lắm, nó không có. Đây chắc chậm mà bỏ cái da dày quá. Bữa mấy bữa ăn ngọt ngon. Đây làm kiểu sushi ngon. Như bạn Đen hậu vừa gặp mấy cái tàu của Trung Quốc chưa? Gặp rồi đúng không ạ? Rồi nó có làm gì mình không? Làm gì? Nó sợ mình không? Nó không biết mình tới. Hả? Mình tốn quá, mình dám tới hết được. Nó không có tới à? Mình thấy nó xa xa là không? Thời gian làm việc thì chú cháu mình sẽ khiêng cá lên, đừng bỏ xuống hàm, chặt nữa vậy? Anh em lên muối, hai người bỏ được rồi. Đẩy quá. Để lên trời nha chú, để lên trời nha, đẩy thì chơi dễ nè. Thứ ba bỏ trong hàm à. Đổ đây chú ơi, chân mú đợt thứ ba đây là mú không à, được có con mú bự đây, nhưng mà có mú đây nghe anh em nói là rẻ, có mấy chục ngàn ký à. Còn đẩy đi rồi khi nào ấy tính nào có mực ra. À, dồn đi. Dồn vô đại bị luôn hả? Dồn vô bị nào? Dồn đi chú ơi. Rồi đây là chú rồi mới biết dồn, nhưng mình không biết dồn như thế nào ấy. Giờ đưa đá lên, đưa về uống. Con cá đây, con cá giấm đây bao nhiêu tiền một ký chú? 70 ngàn ha. Nhưng mà con cá giấm đây nếu mà biết cách làm á, ăn cũng ngon lắm á. Làm gỏi dài á. Làm gỏi dài lắm hả? Chứ chiên nữa, cá giấm đây chiên cũng ngon. Có cái chảo bự chiên nguyên con luôn, ngon. Chiên đồ xốp ok luôn. 70-80 ngàn có nghĩa là cái giá mà từ ghe bán cho nậu
chứ nếu mà người ta bán cho tới tay người ăn thì nó giá có thể là nó gấp đôi luôn á phải không chú? Rồi bây giờ ghe đang tới một cái điểm đang dò thì mình sẽ lặt lâu mình coi xuôi sông cơm biết chứ. Sông cơm mà nãy giờ quay bỏ đi luôn. Tiêu đúng không? Để chuẩn bị bỏ vô gỏi, chanh để tái để làm chấm, hành để bỏ vô cho nó thơm. Anh em mình đi ít người là mỗi người làm một tay chứ không có kêu mà ai làm nhiệm vụ gì hết á. Giả sử mình lãnh nhiệm vụ nấu cơm nhưng mà thường là anh em nấu không à, mình chiêu phụ thôi. Tại vì làm món ăn ở ngoài biển á, theo có ý của anh em là nó cũng không phải là dễ. Bây giờ anh em nấu rất là nhiều món, mỗi ghe mỗi khác. Ghe thì ghe giá cào thì có mực, có ghẹ. Còn ghe lưới đẩm là có ghẹ, có cá, làm những món khác. Còn ghe đây là có cá bự, chẳng hạn như cá mú, cá đẩm, rồi những loại cá khác nữa đó, mú dài, mú đỏ, mú tùm lum hết đó. Rồi cá đỏ mắt, rồi tùm lum, rồi chưa có cá sơn đá nữa mọi người. Cá sơn đá mà nướng ăn ngon lắm nha. Nhiều rau, nhiều có cà, hành, ăn chắc ngọt lắm đây. Ồ, quá đã nha. Ăn chưa? Ngon nha, ngon hơn mấy bữa luôn á. Chua chua, ngọt ngọt của cá, ngọt ngọt của gia vị, cay. Chỗ quá vị luôn. Tươi đặc biệt. Đây mở trong bờ thôi, món này mở nằm trong bờ thôi, bá cháy bùa cào luôn á. Mà đúng ra là ăn ngoài biển vậy, thay thang vậy nó mới ngon, mới đã, bầu trời cái này đang xuống, cái này là hơn 5 giờ rồi. Chắc có lẽ là đêm nay anh em mình sẽ câu đêm nha mọi người. Giờ này là 6 giờ chiều. Anh em mình mới vừa ăn cơm xong. Bây giờ đang chạy tới cái điểm kia khoảng hơn 5 cây số nữa. Bây giờ định vị đây là bạn Bi là đĩa cây số chứ không đĩa lý, cho nên mình hay nói cây số. Đây, chỗ đây cũng đang đi lên gần tới Trường Sa, tới Nhà Giàng rồi mọi người à. Đang đi lên dần nha. Rồi bây giờ thôi mình kết thúc cái video tại đây. Hẹn mọi người video sau. Nếu mà tối nay câu được cá sơn á, sơn đá thì mình sẽ quay mọi người xem. Còn không thì mình hẹn mọi người ngày mai nha. Rồi tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chúc mọi người ngủ ngon.